Hello, chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chú cháu mình đi ra ngoài đồng các bạn ơi, đi sinh tồn lâu sinh tồn cho các bạn cùng xem và trải nghiệm chung với chú cháu mình một ngày sinh tồn ở ngoài đồng nha. Anh hai. Sao em? Em khó thở. Quên đó chứ các bạn. Hôm nay chú cháu mình trong mùa dịch đeo khẩu trang chạy xe nãy giờ quên luôn. Đúng rồi. Sorry các bạn nha. Sorry mấy em chứ. Tại vì biết sao không, quên. Nãy giờ chú cháu mình cũng đeo khẩu trang tại trong mùa dịch á. Nhưng mà giờ ra đồng mà chắc không còn có ai nữa đâu. Có bốn chú cháu mình chắc không còn dịch đâu. Chứ cũng không đến nỗi thì này thôi chú cháu là mình. Dịch dài thôi này, dịch dài bay ngang thôi. Tại vì ở đây là mấy đứa thấy cánh đồng đẹp không? Dạ đẹp. Đẹp. Hôm nay cái cánh đồng này chín cũng gần cắt hết rồi đó các bạn. Đấy, đằng xa xa là các bạn thấy có cái máy cắt đó. Và đằng đó là người ta đang chuẩn bị cắt lúa đó. Bây giờ thì chú cháu mình sẽ đi dài dài và tìm ít cá mắm gì mấy đứa. Dạ, để chú cháu mình sinh tồn trong ngày hôm nay coi được may mắn có được nhiều cá hay là chuột gì không. Ủa nhất mắm. Này nhóm có chuột không Khánh? Dạ không, em nghĩ là người ta chưa cắt. Đúng rồi, người ta chưa cắt, chuột nằm trong lúa không. Nếu mà bắt được chuột thì chắc lúa người ta cũng banh mình, chắc mình không có chuột được rồi. Thôi bây giờ chú cháu mình sẽ đi tìm cá mắm gì bắt hay mấy đứa. Dạ thôi bây giờ chú cháu mình bắt đầu sẽ đi thôi. Cầm cái khánh kỵ, cầm khẩu trang tí xíu vậy chứ mình đi ra ngoài lộ hay là mình đến nơi công cộng là đều phải có khẩu trang nha các bạn, để chống dịch. Đi mấy đứa ơi. Dạ. Thôi, chú cháu mình sẽ đi vòng vòng để kiếm ít cá mắm gì sinh tồn trong ngày hôm nay các bạn ơi. Mày uống nước gì rồi hả? Còn cái hàng cua nước khác phải uống chứ sao? Cái này giống hàng cua quá nè. Ui. Nó ở đâu? Cái hàng nó rất là mềm luôn. Khi nào? Cái hàng đâu? Nó sắp sạp à? Rồi đi mấy bà ơi, không phải hàng cua đâu. Rồi đi anh con ơi. Tắp lại. Tắp lại để không hồi chỗ đất người ta lại sao? Ra nước hết hay gì vậy anh Hảo ơi? Này lúa còn chín nè, ta xả nước cho cái lúa nó cứng mà. Không thấy miếng nước luôn. Hai đứa mình, anh em mình gác đi kiếm tiếp đi. Biết đâu họ có cái đường mương này mình bắt cá. Nào em ơi, thấy nước nè, chứ đâu anh nói đâu có thấy nước gì đâu. Nước này trong vắt sao có cá. Trời ơi, em muốn nghe cái câu không? Nước trong thì không có cá, người thật thà chẳng thành công. Không liên quan gì luôn á anh Cận. Thì anh nghe nói với cá đó thì anh tức cảnh làm thơ thôi em. Trời, thơ anh bắt ngát thiệt luôn á. Ở đây ngủ bắt ngát mày nói gì Khánh? Wow, trên đây có nước nhiều quá nè. Wow, sao nhiều nước quá vậy? Anh chắc chắn với mấy đứa luôn là ở đây nước nhiều vậy là cá nó cũng phải nhiều. Ủa nước nhiều vậy sao anh bắt cá được? Chú bắt cá nha. Ủa rồi, cân bác bằng vậy? Này nước nhiều như vậy khó bắt lắm á, chứ không phải chơi đâu. Ủa mấy đứa ơi, ở đây đang đồng bằng mà sao giờ mình lên đồi núi rồi mấy đứa? Quá trời luôn. Cái này gần chứ đâu phải núi đâu anh Cận. Ừ ha. Công nhận là gần này cảm cảm ghê luôn á. Tự nhiên thấy sợ quá. Anh Cận ơi, ta có để chữ là cấm bắt cá nè. Đâu, có luôn hả? Có cái chữ là cấm bắt cá. Đâu chữ đâu sao anh không thấy? Chút về anh điền vô là có à. Trời ơi, thằng này gắng ghê luôn á. Bình thường người ta có cái bảng đó là người ta nói cấm bắt cá. Sai. Cái bảng người ta là tại gì nè, ở đây nuôi cá cấm bắt, hiểu không? Ở đây vậy là người chủ người ta là ở đây là bỏ từ ở đây đi, vậy là cá nuôi cấm bắt được chưa? Trời ơi, ca vậy không. Viết cho người ta đây. Không, anh nghĩ cá thiên nhiên cấm bắt mới đúng, chứ đây phải cá nuôi đâu. Thật sự nha các bạn, ở đây là một cái khu rừng tràm nha, chứ không phải là núi nha. Ở đây là một khu đồng bằng, nhưng mà kế bên thì nó có một cái rừng tràm người ta trồng á. Mà cái diện tích này rất là lớn luôn. Theo như mình dự đoán là khoảng 10.000 hecta. 10.001 hecta gì đó. Khá là rộng. Đi đừng con mấy bà ơi. Anh Hảo ơi, anh dám vô trong rừng này chơi không anh Hảo? Em dám không chứ anh không dám nữa. Đố em xin tồn mấy bốn vợ đây không? Trời ơi, trong cuộc đời em ha. Mười mấy quên này. 15 năm, đúng rồi, 15 năm chưa sợ ai đó, chỉ sợ ma thôi, đố ai dám vô, em cũng không vô thôi. Ủa, rồi. Tính ra nói chuyện quầy giống luôn á, xinh thiệt. Đáng sợ, mày ghê thiệt. Ủa, sao nhiều ổ bu vàng chết dưa nào? Ngày chắc người ta thuốc á cơ. Nó chết thì sao lên bờ được? Hồi mùa nước á, khi mà nước nó chuẩn bị giật á, nó trôi dạt vào bờ nè, rồi nước nó giật xuống à, ốc nó sẽ lên đây nó nằm. Nhà nó chết đây luôn, còn cái vỏ không à. Dạ, vậy em biết rồi. Ủa mấy đứa ơi, sao ở đây người ta có miếng lưới quá trời nè.
Có chạy dài luôn mà sao tao để trên bờ vậy? Lưới này lưới văng gắn á. Anh chọn ơi. Wow, nằm tới đây luôn nè. Chắc ta văng không dính tao bỏ luôn cái gì. Hay là anh em mình đem này xuống văng cá đi mình bắt cá. Anh nghĩ như đây sao văng dính cá. Nè, cái này cũng có cái chỗ mà nó lành nè thì nó sẽ dính được cá. Wow, cái mương này ngon quá mấy anh ơi. Wow, cái mương bự dữ hả? Cái gì? Gì vậy Khánh? Cái mương này hang mà mồi trong hang là cá nhiều lắm trời. Ôi, cái máng này công nhận nó dài mà kìa, cá ục quá kìa. Cầu quá trời luôn. Chiên thôi. Thôi mấy anh em mình xuống bắt cá đi. Thôi đi luôn anh Cận ơi. Bắt cá đâu vậy? Không 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 mãi luôn vậy. Chỗ đó có cá không Khánh? Không. Kỹ nha nào. Coi chừng có dẹm á. Bên đây màu dẹm chi nữa trời. Đường cua. Đường cua đá. Đường cua nhỏ xíu nha các bạn. Có cá Khánh ơi. Đâu? Anh bắt được con cá cua nhỏ nè. Đấy rồi. Trời ơi, cá này khôn ghê luôn á. Làm gì đi lần nào anh nào? Không có cá thì đi. Em đi nhanh chỉ cá chạy hết rồi sao bác? Bởi vì em mới đi, em biết rồi cá. Thôi phóng sinh con cua. Sao nó hay rồi một nãy. Ủa em đi đâu hả? Đi lấy dép cả. Anh cũng như em luôn nè. Lấy tròn Khánh luôn. Lấy chai nước nữa chứ. Anh ơi. Anh ơi à. Anh đố em biết cái này là gì không? Này ốc bọng mà anh cỡ. Đúng rồi. Trời em với mấy anh. Đi một cá mà đi trên bờ không à. Rồi trong đây chắc có mấy con cá sình. Cá ảo tưởng. Mấy anh đi bắt cá đi như phim kia sao mà có cá. Cá sình kìa. Ôi, ở chim lắm kìa. Ở chim luôn. Anh Cận, anh nhìn ở chim đó anh biết ở chim nào được. Ở chim nào cá không Cận? Không à, anh thấy cái ở chim nằm bên đó không? Màu xanh xanh nó có cái nạn ngang đó. Ở chim đó là đực. Còn cái ở chim cái là nó có cái hống đi xuống đó. À trời ơi mấy anh ơi, được cái gì mà chẳng ở chung một nhà. Ê mà nó ở ngủ riêng cưng cãi đâu mà. Không tin anh leo anh coi coi nó biết ở chung một nhà không gì. Ông không nó quánh chắc chết à. Thường thường á, chỗ nào mà có chim nhiều á là chỗ đó là có ổ ong á. Đúng rồi. Ờ đi anh ơi. Mấy anh ơi tranh thủ đi vòng qua anh đây đi. À, canh. Thôi đi ra đi. Ở đây hơi giọng cầm gặp nó nhìn thấy sợ luôn. Sao mà anh đây ăn uống rồi. Đâu hả? Đây cái cỏ ngứa mắt quá em lội vô nhỏ giùm ta anh Cận này. Sao chứ mà em nhỏ giùm. Em nhỏ giùm người ta cái cỏ là sạch cỏ chứ là lúa người ta ngã hết trơn luôn hả? Em biết cách đi mà anh lo vậy. Nè cách đi của anh à. Em nhìn đi. Đó đi ra hai đường. Anh hai mặt chủ gia đình cảm ơn em nghe Hảo. Đúng là anh Hảo không có chuyện gì làm mà. Em có nghe câu rồi gánh gỏi xin ông nổi không. Hảo đúng với trường hợp này luôn. Gỗ có cái cỏ hai người làm thế ghê. Có trái gì đỏ kìa anh Hảo. Ủa cái gì Khánh. Em đâu biết đâu. Để em xuống em mẹ thử coi. Cẩn thận nha. Cẩn thận. Đây đây mấy anh. Thôi để em ăn trước cho. Em ăn cái này là trường sinh bất tử luôn á. Em nè em có thấy không. Trái này là màu sắc rất là rực rỡ. Theo như sự phân tích của anh á. Thì á ở đây là một cái nơi mà rừng rậm hoang vu. Không thể nào mà cái trái này có thể ăn được. Nếu mà trái này ăn được thì nó sẽ có độc gây hại cho em. Em thấy con chim nó có ăn được con cái này đâu. Nếu như em ăn cái này thì ảnh hưởng sức khỏe em đó em. Bởi vậy đừng ăn. Chính xác. Em ăn là em trường sinh bất tử đó. Thôi nghe nó có vẻ nguy hiểm đó. Thôi dục. Thấy nó đẹp quá mình hái. Công nhận là mình càng rửa chân mình càng trắng và sạch luôn á. Tính ra anh càng rửa anh tự khen anh luôn á. Có gì đâu em. Mình thấy tự hào về bản thân chứ.
mình ở đồng quê mà sao mình tự hào được. Nhà quê mà. Thôi, xong chưa? Nữa xong chưa đi tiếp nè. Ủa Hảo ơi. Hả? Anh định là hồi hai con cá lóc đó mặn gì ăn? Ủa cá lóc đâu anh cả? Thì hai con cá lóc mà hồi anh em mình bắt được á. Ủa anh tính tới chuyện đó luôn hả? Không lẽ hôm nay anh em mình không bắt được con nào sao đúng không? Ủa phải tính trước. Lỡ mình không có bắt trúng cá lóc, bắt trúng cái rô sao anh cả? Ừ thì nó cũng là cá, thì em tính là chút nữa mình sẽ làm gì với cá đi. Ừ thôi bắt có tính đi anh ơi. Ừ ok. Tại anh sợ hồi bắt cá nhiều quá tính không kịp. Tính gì đâu ông trời, tào lao không? Để gì vậy? Có đảo quá ta. Wow, anh Cận ơi. Ơi, cá này được nè anh Cận. Cái đường. Ui. Ôi, cái đường máng này cá ùn dữ hả? Ghê vậy? Nhiều dữ hả? Có cá ăn rồi mấy đứa ơi. Ê, mình xuống bắt đi. Ôi, cá ụt nhóc chân mấy đứa ơi. Đắp ở đây nè. Đắp. Quá trời cá mấy đứa ơi. Cá đụng anh là tịt luôn nè. Còn mình sẽ tát nha. Mấy đứa ơi, anh bắt được một con cá rô rồi nè. Đâu. Ê, anh bắt được một con cá rô. Hai con luôn. Đây một con nè. Ở đây một con nữa. Trong cái bọc nè. Wow, hai con. Ấy, anh bắt được một con nữa này Hảo. Anh lùm được cái bịch nè. Thôi, để cho này đi. Em tát ha, anh bắt ngang. Ok. Anh Cận nè, anh Cận. Đây, em nhìn anh nè. Một lần anh bắt. Ê. Em bắt quá trời luôn nè. Ê. Một lần anh bắt được ba con luôn. Anh coi em nè. Một, con hai. Con cá rô cỡ này. Ê. Nè. Ê. Anh coi em bắt được con cá rô cỡ này nè. Thấy rồi, đợi anh xíu, đợi anh xíu. Nhìn đi. Wow. Ở đây một hang luôn nè. Ê. Đúng rồi. Ở đây một hang luôn. Ê. Nhiều lắm các bạn. Em không thể cân bằng như thế này. Trả lại. Ôi. Ở đây còn nhóc luôn nè anh Cận ơi. Ây da. Rồi, gì ta khỏi đây. Ây. Anh đeo ra vậy rồi sao gỡ ra? Mình tính chừng tình hình trước mắt đi em lại. Bây giờ mình cần đeo lên như vậy. Hả? Có cái lóc luôn. Đừng bỏ vô họng anh nghe. Anh Cận. Ở đây ham dữ trời. Có cái lóc nè anh Cận ơi. Nghe nè. Đeo bắt thôi còn con nào nữa. Ê, mình đặng. Anh dính rồi nè, dính cá rồi nè. Dính cái chân em. Không, anh dính cá thiệt nè. Nhìn nè, nhìn nè khách. Wow. Ui. Ủa ra. Cá này có trứng rồi. Cá. Cá luôn nè. Quá trời cá rồi. Đây đây đây. Đây còn con nữa nè. Anh Cận ơi. Ui ui. Anh đụng nó luôn rồi. Wow, quá trời nhiều luôn. Nãy giờ đứng có một chỗ một luôn á. Không nhận cái đường mắng này cá nhiều quá thế này. Anh để đi bắt cái rồi. Còn hai con luôn Cận ơi. Rồi đây. Chui ra hả? Không. Đây mày hả mày. Nè bỏ vô. Còn con nữa. Trời ơi anh Cận coi nè. Ôi. Ôi anh Cận coi nè. Không không đây. Từ 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 từ. Bịch lại đây. Ôi. Ôi. Cá lóc này. Cá lóc còn nè. Bỏ vô. Bỏ vô. Như có cá lóc bự ở trong đây nè nè ơi. Bỏ vô. Coi đi coi. Ê, có cá lóc bự đó. Ê cẩn thận nè. Ê đây có cái miệng nha, cẩn thận mấy đứa ơi. Đây bóc cá lóc chứ đừng bóc tay nha. Hết rồi hết rồi. Ê, em làm vô con cá không? Còn không? Ê, hết rồi. Bươi cái này mấy đứa. Có lỗ, có lỗ, có lỗ. Có lỗ là có đó. Ê, nó chạy luôn nè. Ôi Khánh ơi, cái hàng em bỏ mà còn cá nữa nè Khánh. Nó mới chui vô cái gì đó. Đây có con
ớt cái nhìn anh cẩn ơi. Ờ cái hàng này móc giống hàng ớt lắm kìa. Nãy em thấy ớt luôn mà. Rồi, giờ có ớt rồi đó. Đâu? Tôi ra đây. Coi chừng nó phóng ra nghe anh cẩn. Ờ em xe từ từ thôi. Đây đây đây. Đưa anh thằng đi anh cẩn. Anh sắm cái chân đi. Từ từ thôi, em xách nhẹ nhẹ từ từ thôi gãy cây đó. Rồi để em móc coi. Em móc. Từ 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 từ. Em móc. Tới chưa, đụng chưa? Chưa. Cái lỗ nằm trên đây nè. Coi chừng nó nhảy ra ha. Đây đây đây. Ơi, nó thông hang nè. Nó thông hang. Anh cắt đi nào. Nó nhảy ra em chụp liền nghe Hảo. Tôi thấy con nào đâu vậy? Từ từ. Tới số gì tao. Ê, anh biết rồi. Anh phát hiện ra rồi. Nè. Đâu? Đâu? Nè, em cầm con này đi. Con gì? Con cua. Con cua. Ê. Anh đi, cầm đi. Quá sao bắt con cua? Thì nó biến hình á. Thấy chứ con ếch nè. Con ếch nè. Đây. Đó. Một con cua với ếch. Con ếch này Hảo. Đó. Wow. Ủa, sao con cua với con ếch sống chung ta? Chắc nó mượn hang á. Đây, mày đưa ơi. Hả? À, cái gì vậy? Có con cá bự chui vô hang anh à. Ui bự lắm, cá gì ta? Cá gô. Cá chui. Cái gì vậy? Chui vô hang anh. Đây chỉ là có cá gô không à. Ui. Qua, nhìn nè. Thanh thanh, cá bự nè. Ui. Thảo, nhìn nè. Ồ. Wow. Quá bự luôn. Nè. Các bạn ơi, anh em mình mắc rất là nhiều cá luôn. Để tháo ra giùm anh nè. Thuộc vô chi gì giờ ừ, tháo ra. Chưa. Cái gì nhỏ cái đít. Ê. Con cá luôn cái gì vậy? Con cá. Con cá chui vô mâm mình luôn. Đây để em gỡ ra cho. Đó, em mở kiểu em là anh tắt thở như chơi luôn á. Nè. Anh kêu mở giùm cá mà. Nè. Con ớt luôn. Quá chậm nhiều. Để em mang chú xong gửi cho. Ờ gửi đi Hảo. Gửi đi Hảo. Thôi mấy anh em mình xuống tắm nha. Đây để cá lên đi nữa. Yên tâm đi, tánh em kỹ đó giờ mà. Thì anh dặn trước vậy á. Đốt đi em lên. Ok. Để em gửi cho anh Hảo. Hôm nay mấy anh em mình đi mấy chục cây số luôn mới bắt được nhiêu cá này. Quá trời nhiều luôn. Hôm nay toàn là cá bự không á Khánh. Dạ.
Thôi tranh thủ gửi đi, mấy anh em mình lên ăn hay đói quá rồi. Dạ, mình sẽ tìm ít củi để mình đốt than. Tranh thủ đi mấy đứa ơi. Có mấy con cá mà gửi lâu quá à. Hai đứa đó đang gửi cá dưới các bạn ơi. Rửa cá thì rửa cá đi mà còn tắm nữa. Chảy lắm rồi, nhanh lên. Không phải. Rửa kỹ nha nào. Yên tâm đi. Không nữa đây em rửa cho. Rửa anh cho chắc ăn. Này em rửa cho mà. Rửa cho. Để anh. Để em. Để anh. Để em rửa cho. Thôi để em rửa cho. Em rửa. Mua rửa cho. Để em rửa cho. Rồi. Rồi. Rồi, nâng cái đít nó lên. Rồi. Rồi. Chết mẹ. Không còn con cá luôn. Sao rồi? Sao nói với anh Cận? Cái gọi nào ơi? Anh Cận trời giết. Rồi xong luôn, không còn con cá nào luôn. Rồi. Trời ơi, xong luôn rồi. Đã nói em rồi. Cái dành quay lại hoài. Dành nữa đi. Giờ không còn con cá luôn nè. Nó. Đã nói em tính em gửi đồ mà anh không cho. Ngộ thiệt á. Ngộ cái em không? Nói giờ tính sao với anh Cận, hết cá để giờ lên nói sao? Không biết anh làm anh tự nói đi nha. Em không biết kìa. Anh giật nhiều hơn anh làm nữa. À, anh giật sao mà giật quăng ra luôn. Đã nói để cho anh rồi. Em gửi không được vậy. Hai đứa bay không được gửi cá không sao mà. Có đâu. Nhâm nhâm nó cho nó sạch. Nhâm cho sạch mà. Đâu bây giờ đó xong luôn rồi đó. Chưa, từ từ đi. Anh đốt từ đi. Ừ, từ từ nào có than đi để cho nó sạch sạch chứ. Nãy giờ đốt lửa ha, 10 phút, anh đợi tụi em 20 phút rồi đó. Nãy giờ tụi em chưa lên luôn á, mà anh nghe ông sầm nãy giờ dưới này nè. Đợi xíu đi. Đợi xíu. Tại nó ở trong bụng mà, phải ngâm cho nó hết bụng. Rửa cá cũng lâu mà, hai bay còn cãi nhau nữa. Anh đốt than nó cháy muốn gần hết luôn kìa. Giờ đúng anh đi. Lên đi, giờ anh lên đi xíu em nữa. Nói giờ nói sao đó, em không biết rồi. Anh nói dạ, lên, sao? anh lên anh nói đi. Anh tính ngâm đây luôn hả Thảo? Dạ em lên đi. Thôi anh lên đi. Em mà lên anh nói mà gớt cái là anh Cận đánh em luôn á. Chứ anh cũng sợ bị đánh vậy chứ. Dù sao anh cũng lớn hơn em. Nếu anh Cận đánh anh thì anh đánh lại. Thì không biết nói sao nữa. Giờ anh chừa anh chiếc kìa. Anh đi trốn à. Đã nói với em rồi, cãi không à. Ở đây có đống củi quá trời bự luôn. Nói chuyện nhiều. Quá vui các bạn ơi, anh em mình sớm giờ à, không uổng công 3-4 tiếng đồng hồ mò cá. Còn cá bự không à. Giờ anh em mình cũng đói rồi, để tranh thủ mình đốt lửa xong rồi mình kêu hai đứa đó rửa cá lẹ lên kì. Rồi nướng cá ăn. Dở hoài, rửa cá xong chưa? Sao nó cứ ồn ào ta? Cãi nhau quá gì đó. Đợi có than rồi nướng cá thôi các bạn ơi. Các bạn biết không, cái con nãy tụi mình bắt á là con nào con nấy tổ chản vậy nè, mà nướng dưới lửa than này á ăn bao ngon luôn á. Nhất nướng mà nhì chiên mà cái gì mà nướng là ăn bao ngon à. Mà đặc biệt là cá rô bự nữa, thịt nó nhiều ăn nó ngọt nữa. Đợi hai đứa đó lên đi rồi à, mình nướng cá ăn. Bây giờ tính sao vậy Khánh? Ai biết đâu. Để nó anh đừng có giật rồi mà cứ giật rồi anh quơ cái đi luôn. Đi không có ngày cho về luôn. Chút là anh Cận đánh là không có đường về luôn á. Coi như công sức của mấy anh em mình giả tràng xa cá biển Đông rồi đó. Cái này xong chứ nó ngoài biển gì anh. Giỡn này cưng còn giỡn được nữa hả. Giờ tìm cách nói chuyện với anh Cận kìa. Chứ ngồi đây hoài. Anh lên anh tìm cách nói với anh Cận đi. Chứ giờ ngâm gì hoài hả. Ông đợi sớm giờ ở chỗ anh kìa. Ngồi ông xuống tới bây giờ. Em chuẩn bị tâm lý đi. Ông xuống tới giờ nè. Em có nè Nào, em có nè. Có hai vậy mà nè. Trời ơi. Đã nguyên một bịch cá mà giỡn hoài. Thôi để mình đi xuống mà coi tụi nó rửa cá xong chưa. Không biết nó rửa cá tới đâu rồi mà sao ồn ào dữ ta. Ông xuống tới kìa. Sao hai đứa rửa cá xong chưa? Đang rửa. Rồi bịch cá đâu rồi, rửa lẹ đi trời, nãy giờ cái nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Anh xuống nãy rồi, trong này anh xuống nữa mà chưa xong trời. Nãy giờ anh tắm rồi mà có rửa đâu. Rồi bịch cá đâu. Từ từ, anh đừng có đi lại đây, em rửa cho. Đừng có đi lại đây. Sao vậy? Đi lại đây. Em rửa cho. Cá đâu, đưa đây đây. Đây đi, đừng em rửa cho. Hỏi cái bịch cá đâu.
mình cá rửa nãy giờ nó nằm rồi bây giờ em giơ tay lên em ơi, em giơ tay em lên rửa cho. Em giơ tay em lên tay kia giả lên đi não em giữ mà giả hai tay lên hai tay giả lên gánh giữ kìa em giơ hai tay em lên bịch cá đâu anh thấy cái mồi nghi rồi đó không có nè anh hỏi em bịch cá đâu em giơ tay lên ảo á bây giờ em giơ hai tay lên giúp anh ơi tay kia hảo giơ hai tay lên rốt cuộc bịch cá của anh em mình đâu nói đi anh Hảo ơi nói đi nói cái gì nó cái bịch cá nó cái bịch cá hình như là bữa nay là ngày 16 không bữa nay là ngày phóng sinh đó phóng nên là anh em lỡ phóng sinh rồi trời ơi. Thôi hai đứa đừng giỡn nữa đưa cá đi đem lên anh nướng nè dễ lắm rồi nè. Em gửi cá đàng hoàng lắm cái xuồng cho ai mất tiêu bịch cá rồi. Ủa là hai đứa đang nói thiệt luôn hả? Vậy rốt cuộc là đứa nào làm mắc bịch cá? Đó Hảo à Gánh á rốt cuộc hai bay chỉ là thằng nào? Gánh nào đó là trời cái bịch cá công sức anh em mình mà Gánh Hảo em có biết gì đâu nãy giờ em lo tắm không? Thì em cũng lo tắm thôi biết gì đâu giờ cá mắc rồi giờ hai bay lên đi tao nướng hai bay luôn lên 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 đây. Thôi mất thiệt á anh Cận ơi thôi vậy thôi mất rồi thôi mai mốt anh em mình kiếm cái khác rồi, nướng ăn chứ sao giờ thôi mấy anh em mình cùng lên bờ đi chứ ngâm nước hồi lạnh bệnh á đi ui chết luôn á trời lên lẹ đi mấy đứa ơi hồi lạnh đó rồi than cũng tàn hết luôn rồi bởi vì hết tình hết tiền hết luôn cả than không còn gì hết luôn mất luôn cả cá thôi em xin lỗi anh Cận nha em xin lỗi anh Cận nha thôi có gì đâu mai mốt mình kiếm cái khác mình ăn thôi cái này là công sức của anh em mình mà thôi lần sau anh em mình kiếm cá rồi nướng ăn sao cũng được đâu sao đâu thôi giờ mấy anh em mình cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn luôn nha mong các bạn ủng hộ cho team của mình giờ than anh Cận đốt có rồi mình giờ không có cá nướng luôn. Sao đâu mấy đứa ơi, anh em mình kiếm cá rồi nướng sao cũng được mà thông cảm cho mấy anh em mình nha các bạn xin chào mà hẹn gặp lại các bạn bye bye, bye. Vậy mấy đứa ơi